Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình nhé. Thì mình là Min đây. Thì mấy ông nghĩ hôm nay tôi lại hướng dẫn combo đúng không? Không, hôm nay tôi làm clip cho mấy ông fan đúng không ạ? Đấy, server toàn Rinodai. Đây là mấy ông fan tôi chứ không phải là career tôi nhớ không? Và tôi chắc chắn với ông nha. Có rất là nhiều người đặt tên RD xong rồi đi quơ đi này nọ, xong rồi mấy ông làm sao mấy ông lên kênh YouTube mấy ông chửi tôi. Không liên quan, tự nhiên bây giờ người ta hết career tôi thì người ta đặt đó là quyền của người ta. Người ta làm cái gì kệ, người ta đâu có trong cái phạm vi mà quản lý và kiểm soát của tôi đâu. Bao giờ mà ông thấy những career Rinodai này này đấy, như là thằng Kibi hay là tụi này này nó đi gây quơ rồi các kiểu ấy, ông lên mấy ông chắc tôi. À thằng Giang nha, thằng Giang ca sĩ mà thường thường chửi người ta nha, một lần nữa là mày bị kích nha, anh nghe người ta nói rồi đây, mày bị cảnh cáo một lần nữa, anh kích mày gán chịu ấy. Thì nói chung là những cái người mà không trong phạm vi quản lý của tôi thì kệ mẹ người ta, đúng không? Tôi không biết gì hết trơn nha. Tự nhiên cái người ta đi chửi nhau, người ta đi hack, người ta làm này làm nọ, cái ông nhắn tin tôi: "Anh ơi, thằng này trong game của anh hack nào." Tôi chỉ có một career này thôi mấy ông. Career kia là của mấy ông fan, mấy ông tự tạo, tại vì mấy ông quý tôi, mấy ông thích Grenadine, chứ tôi không có biết gì hết nhá. Ừ, nói thẳng thế. Thì hôm nay là một clip cho anh fan đúng không? Giang vô đưa anh trái đo cái Giang. Từ từ để tôi lấy trái đo cái xong rồi tôi giải thích cái màn tròn này cho mấy ông xem nhé. Đây, mày đâu rồi? Qua đây, qua đây. Ồ, còn chết shadow chưa quay nữa. Anh ơi, anh có ảnh lớp 10 của mày kìa, nào gửi lên hoài vậy? Anh lớp 10 hả? Ảnh từ úp 10 á, tao gửi đến ngoài kìa. Anh là kiểu OB. Kể ông nghe Gửi nãy giờ kìa. Hồi xưa thằng ạc có vô trong server test mà ông nó review OB, lúc đó là trái OB chưa ra. Cái xong rồi nó gửi lên bot chat. Cái mấy thằng bot chat đăng lên Facebook rồi mấy thằng rồi có thằng YouTube nào mà ông nó lấy video đó nó đăng lên kênh YouTube luôn. Ấy là ạc bị ba đạt không à. Cái nó đặt tên là ạc mới mất luôn. Ạc mới mất. Em ạ. Ạc mới mất hả? Ạc mới mất. Đi 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 qua tích độ đây thì cái màn cho nó như này nhớ không? Bây giờ đầu tiên là tôi sẽ tele mấy đứa trong team tôi qua một cái khoảng một cái đảo khác đúng không ạ? Mày tụi mày qua đây đi, đi chung với tụi nó nè. Ôi ôi, đâu biết rồi, nghe tát tên lòng đi 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 lẹ đi lẹ nè. Anh ơi. Đi nha, tele á. Đấy, bây giờ tôi sẽ tele qua đây. Xong rồi team tôi sẽ đứng ở đây nè một tí, xong rồi tí tôi sẽ ra hiệu cho team tôi kiểu gồng C ra gần cloud lên đúng không, xong rồi tôi dụ mấy ông fan đi ra chỗ khác, xong rồi tôi tele về, xong tí tôi tele lại ngay ngay chỗ này, cái tôi đếm 1 2 3 là team tôi nổi, mấy ông này chết hết đúng không, cho mấy ông chừa đúng không, cứ đi theo tôi hoài. À có cái này hay nè, theo anh. Ủa rồi team mình đấu chân rồi. Alo, em đây. lại đây đứng đi. Hiền Giang đâu? Giang Giang bị vào. Giang Giang đâu? Giang bị đi tìm gái rồi. Giang đi tìm gái rồi. Nó mua cái gì? Giang, thằng này lì quá ta. Mù. Mua liên Không, quan mua gì? Kêu qua này tích tồn người chơi ta tay leo đi. qua. Mấy bạn đứng ở đó nha bạn, để tôi về tôi rước đó bạn. Nghe thằng này. Hù quá. Wow, wow thiệt sự luôn á. Mấy ông gì đi theo. Thằng Giang đâu rồi? Giang. Thằng này lì như con kiwi vậy ta. Này đầu đầu châu hai, đầu châu hai. Mày xuống đây coi. Mày xuống đây, mày ra đây. Tại vì ba người không đủ đam á, không phải thằng này nữa mới đủ đam. Party cao là đủ rồi Rồi, mày đi theo nè, qua đi qua Giang. Rồi mày mày đứng bên đây nha, tí anh hổ gồng mày gồng theo nha, bây giờ tao dụ tụi fan. bạn. Bung ra. Ok bung. Đấy. Từ từ bây giờ mọi người coi coi bên đó còn ai không? Một xe còn xe nè. Kêu. Đây còn nhiều lắm. Còn nhiều nữa hả? Còn ba người. Hơi bung nè. Đấy. Mình sẽ dụ với ổng không? Đừng có kêu nó về cà phê. Đừng có kêu để cho nó tự về. Thì xét về đi em ở cà phê. Đón tụi em về đi. Ui, Shadow nè. Mà tôi có em rồi. em Ai lỡ ăn số xi không? băng rồi 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 thì còn Thôi xong. cái gì ông này kêu đỡ số xi băng mà kìa.
Để qua đó ngọng. Anh đi một đám chứ nè. Ừ, từ từ nghe chuẩn bị nha. Để qua đây hết rồi gồng. Rồi bung sa đô biến rồng bự cho coi. À, giá bộ nghe qua đây dán. Nghe không? Nè. Còn ai bên đó không? Thằng Giang mô rồi. Không anh ạ. Thằng Giang nữa rồi. Nó điếc rồi, nó điếc rồi. Trời ơi, đủ ram không vậy? Không biết hên xui. Nếu mà không đủ thì dồn thêm skill khác vô nha. Ừ. Không phải đủ ram mới vui. Giang ơi, vô lẹ Giang ơi, mày đâu rồi Giang? Full hả, khác vô luôn rồi. Full luôn. Không sao, chắc không sao đâu. Ê đại đi. Rồi gồng đi, gồng đi, có gì dồn thêm skill khác nha. Bật hay kia rồi các kiểu lên chưa? Giờ đếm 1 2 3 nha. Rồi. Ok. 1 2 Đánh nó qua nè. Ông chết ai à? Ông chết ai? Ơi chết. Tôi đi đâu vậy? Tôi bị lắc luôn rồi, nó TB tôi về cách xù luôn. Hay. Thì nó TB mình ngược lại à. Cay thế nhờ. Tôi mới cho em về cách xù với anh là đó. Không hiểu về cách xù luôn à. Má phải đó thì có hồng gian mới đủ đam. Em không kỳ nào lắm, em kỳ nào lắm. Em kỳ nào lắm. Ủa nhưng mà có chết ai không vậy? Không, không chết, bắn em cái cung rồi đó. Ồ, cái xe này ít máu quá nhờ, phải 6-7 người gì đó mới hết máu được. Mấy ông nội kia hết hồn luôn kìa. Cho nó thất bại nhưng mà không sao phải không à. Mọi người muốn làm cái nữa không? Được đó. Dụ để tôi dụ đi mọi người này đi vòng 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 qua hai ga. Ủa hai ga là di chuyển ngay cái con boss luôn đúng không? Đúng rồi. Ờ qua để em lấy bộ lè, để em lấy bộ lè. Giật mình thật. Đang buông giật mình. Không á, ừ không á thì không á thì choáng nó lại trước xong rồi dùng cái đấy mà choáng chưa? Ừ. Chán cháy cháy xong rồi ngạt vượt qua le xong gọng vòng vọng xuống ấy kiểu vậy. Qua đâu giờ? Để tôi qua hy rồi ra cái. Tôi trốn tôi nó đi về cái. Về cái chứ hồi tôi nó nghi ngờ. Âm quá vậy? Không bạn về bạn về đi, tôi tele bạn qua kia mà. Về đâu? Về cà phê đi. Quá. Ê, rồi tụi mày đứng ở cà phê nha, anh về anh tele đi qua lại chỗ kia. Em test là bạn mình động quá đi về. Đi khỏi reset nè. Hai này qua nữa. Ba mọi người. Ông kia chết. Ừ, ông đó ổng chết hay gì á. Để từ để tôi mang tôi mang Magu qua. À thôi mang Magu thì không đủ, để tôi mang cái gì ta. Ừ để tôi mang Dragon không? Yogu ra có Dragon nhưng mà không có nâng điểm chát quỷ. À, mọi người trả bộ đi vòng vòng đừng có tập trung cái đó nha. Kibi đâu rồi? Rồi. Đang cách chỗ. Mà đang ở cách sâu nữa, lâu gì? Nó lì quá vậy bạn. Rồi bơi qua đây đi. Hồi nãy tôi thấy nó, tôi kêu nó đi về cà phê ta leo qua mà. Kibi, mày có ổn không? Qua tới tượng đi Kibi. Nó nói gì? Nó nói ở cà phê. Tôi nãy giờ là tôi bật thằng Kibi dữ lắm luôn á ông à. Nó nói là nó muốn chơi Ganby. Tôi cho nó mượn tiền, nó không, nó hết tiền rồi. Tôi thấy nó ngồi, nó thấy anh em chơi mà nó ngồi, nó không có để nó chơi. Tôi vừa cho nó mượn xong cái tôi bảo tới giờ mày quay clip với anh, cái nói thôi để em đi farm Ganby. Cái mày vô mày quay. Nói gì xong rồi hỏi mấy ông, tôi vô tới server full luôn rồi. Hỏi nó đâu rồi, em đang farm Ganby. Nhưng mà tôi chửi nãy tới giờ, ngồi nó quằn tôi từ nãy tới giờ luôn không à. Cay thật sự. Này đâu cho. Trời ơi, tôi thấy đó, tôi thấy tụi mình ngồi chơi Ganby nó không được chơi, nó buồn bạn. Tôi mới cho nó mượn tiền để nó chơi bạn. Không, nó đối xử với tôi như vậy, bạn coi được không? Trời ơi, sáng cho nó đi farm xe rồi. Còn chịu nó thôi chứ. Trời ơi. Tìm từ đâu quá mày.
Đau cái lồng má mày. Lại quên lại chửi thề nữa. Không được chửi thề, quên mất. Ghi thằng này gì được, ghi thằng này gì được. Nhưng mà không được chửi thề, kênh này kênh trẻ em bạn. Kênh chúng ta là kênh trẻ em, không được chửi thề. Mày qua tới rồi Kibi. Lết bộ qua đi Kibi. Cơ vị cái bát không thấy nó đâu. Em nhớ nó đang đứng ở trong thời nè. Ôi trời ơi. Anh mày lên đứng ở trong thời nè. Trời ơi, mấy má ơi, kêu mấy má từ nãy rồi, giờ mấy má. Đây nè, con ta le mấy má nè. Khổ mấy má quá. Ờ kìa, em kia lại đánh. Cậy ổng tí rồi mà không. Ông công nước ông làm gì dưới đây vậy? Ông đó phạm rồi. Xuống ấp ổng không? Sẽ tông Ông gì qua đây chưa? Ấp nè. Ông rồi bao giờ có đủ rồi. Skill kêu em. Đủ rồi. Hay là đủ hết rồi, em đi chơi đây. Tao kêu em. Mày đâu chơi? Mày đây đi. Ủa nó đi chơi, nó đi đâu nữa vậy? Nó chạy vào vòng nghe mắng. Này đồ châu nói không nghe. Tôi không nói nhiều nữa bạn. Em đây, em đây. Kibi bu mây thuộc 159. Kích mẹ nó ra. Không có nhiều chi. Mày đến thế rồi. Ừ, còn ai bên đó không? Ai bên đó không? Có ông bịt bên này. Ta hiểu rồi. Rồi đi nha. Ây da. Em tuôn chứ giờ. Solo không, giá bộ ngủ ấm solo. Solo anh. Đừng có ghê lên nào. Từ từ, anh tuôn mà. Là từ để lấy kiếm. Chắc tôi mang ba le vô tôi dồn tụi nó luôn chung nhá. Không được. Hay là đem vi tinh tô nhờ. Thôi đáp và led đi, quay xài đáp và led à. Ôi tụi mày đã gần với một hả? Đúng rồi. TV cũng 10 với một. Gà. Mẹ mấy thằng với một. Mấy thằng với một. Ủa cái ông này không nào quýnh hoài nhờ. Lo chơi gánh bi. Nè đánh nè, 1 2 3 Tụi tụi đông lắm luôn á mọi người đó. Sao tao mua tay? Ui dồi ôi, 3/3 rồi. Hai ông đai rồi, hai ông đai rồi. Còn ông chim nữa, chim này giết luôn. Giết luôn sờ tông luôn, anh Minh chạy châu luôn. Giết luôn mọi người. Ông này nè, còn quá trời luôn nè. Sao chạy nhanh vậy? Ông biết, chết rồi bạn. Đúng luôn rồi bạn. Hay không bạn, thấy thứ hay không? Hay. Tôi điều khiển lửa bạn. Ôi quy nè, ôi quy nè. Người chơi lửa. Cay thật sự. Lên 12m5 luôn, lên 12m5 luôn. Chơi cái trò này vui nhờ. Em mặc tôi đánh như thế không được bạn nào hết luôn. Anh vô anh gồm chú xe cái đó. Anh được một xác. Anh đổ bằng chén luôn. Anh đổ bằng 3 xác luôn hả? Vậy anh đổ bằng 3 xác luôn bạn. Anh đổ bằng 14k nữa. Anh được một xác rồi. Anh được 14k nữa. Hu hu qua cà phê đón em. Anh đó muốn xài tâm tiếp rồi anh biết. Cái gì? Ông nào vậy? Đó nói tiếp rồi. Kia ông kia kêu nói tiếp rồi. Đi tiếp từ từ đâu rồi. Rồi cái nữa. Nhưng mà mấy ổng không một BB đâu. Không bạn, để tôi dụ mấy ổng solo bạn. Qua Gena solo đi bạn. Đúng rồi. Đó đi. Nhưng mà mấy ông này đứng ở đây nhiều quá à. Ai solo ra đây, thấy bây giờ để tôi rủ mấy ổng solo một ván. Agena 1, 2, 3, go, chấp. Ai? Mi đi. Ở đây còn tới 3 người nữa nè. Biết rồi.
Kể mấy ông, mấy ông này thôi được rồi, kể mấy ông. Ta đi Kiwi. Mấy ông này bắt cái bài rồi, ông ấy bị bắt cái bài rồi. Nó hơi lắc nhưng mà mình dụ mấy ông thôi. Ui em ra bên luôn rồi. Anh mới giật lên xe. Đừng chết được thì giết luôn đi. Thôi được. Mày cá bên ao để tao vào. Mười cá bên ao để tao vào. Ok em vậy nha. Đánh nguyệt kìa. Yêu xíu đánh nó sao? Khi mình vào đánh nó sao? Ui ông này xài súng. Ôi mày nói ông này xài súng. Anh hổ tí hồi nó đứng đây bà mình giọng phát nó chết luôn nè. Anh tin không? Không tin tuần cho. Chó này. Ôi dồi ôi, khó thế. Còn kia dí đánh nó. Bạn ơi tôi không phát được Ken mà à, con mi bạn ơi. Tôi gào á. Đây leo qua đi anh. Đây leo qua đi. Ôi dồi ôi. Ta đã chuẩn bị. Ai da, tôi giả bộ solo xong cái tôi thua cái tôi ngủ nó. À thôi solo lại đi đấy. Không rồi đi qua Agena solo nè, mất bô ti quá kiểu vậy. Đi qua Agena solo. Mà nó qua Agena vậy, đúng là chỗ ghét. À lên trời ơi, ông trời ơi, kia gái thì lưu ý đừng vô non mình. Gì? Ông Minh nhát à. Lưu ý đừng vô đò anh Minh. Ui chưa win nữa. Ai vậy đi giả bộ đổi xương đi. Xương lấy cái lửa dụ em. Bum. Rồi xong rồi. Có cái lửa chùa không? Win nha. Pha đó tôi xịt khói mà. Pha đó tôi xịt khói. Pha đó cái ông kia không trúng luôn tôi vẫn chết được bà đó nha. Chứ không mấy ông lại bảo là pha đó là nhờ ông kia chém vô gu vào. Nhưng mà pha đó lúc mà bả chống tôi là tôi đã xịt khói trước rồi, mấy ông hiểu không? Rồi ông kia ông mới giết vô gu vào. Nhưng mà lúc đó là tôi đã chán bả bị hết khói. Lúc đó tôi giết xong tôi ít vẫn chết được bả nha. Đấy. Mày đi đông quá rồi, nó xếp 30 đây bạn ơi. Qua hi ra đi solo cho dễ. Nốt ván được. Đồng cho kêu cái mi ơi. Off clip đấy. Mi qua mi. Mi đâu Mi đâu rồi? Gì vậy? Kể đi vậy. Hi ra nè, 1, 2, 3 nha. 1. Đếm cầm cho kêu đếm rồi. Một, rồi. 2, 3. Nhờn. Em hổ 4 ca máu luôn. Nhờn, không ăn được ai hết. Là được bạn, có ai ăn được ai nữa không? Không. 4 ca máu. Giả rồi. Ủa đâu hết rồi. Mi nó biết trước nó gặp chết, nó chạy mà. Ủa chạy được hả? Thấy tên nó đâu? Nó chạy rồi. Kìa, ra phòng có xe luôn. Nó hả xe à? Xe bịp. Xe bịp. Y mày xe. Chém nó. Sự tao mua ti nó. Ghê vậy. Để phát trên. Sự tao mua ti nó mọi người ơi. Nó hả xe kìa. À dạ. Ừ. Xe đau á. Ủa như nãy bạn đánh tôi hay gì á đúng không? Đâu, tôi đâu đánh tại đâu. Vẫn cùng chúng mày mà. Nhiều siêu quá vậy, alo. Ừ, hả nhiều siêu quá. Tại hả giùm mấy con nè. Đây, để thả em con. Săn si bên này đi, săn si bên này dễ hơn á. Kia săn khó rồi. Thôi, clip cũng xin kết thúc tại đây nha mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, tạm biệt và hẹn gặp lại nhá. Thì hôm nay, lười làm cơ gì bạn? Lấy phụ mình không bạn? Đâu? Qua đây. Ở cà phê hả? Qua đâu? Để tôi. Ai chở mạc nè. Để tôi về tôi random cái không biết tôi mạc ơi. À, chỗ gì ơi? Chỗ nào? Ngay chế mạc nè. Lại chỗ, chỗ nào? Chỗ hồi nãy. Từ để tôi coi tôi có hung mình chưa? Tại tôi đang coi hung mình okay. Để quay cái clip kia. Ơ chưa có hung mình. Đang hung mình okay, quay bạn. Clip mà Titan đánh nhau với hải tặc á phải không? Sắp tới tôi làm clip đó. Hơi bị xịn luôn. Bên đâu? Bên chỗ nãy đúng không? Bên chỗ hồi nãy đúng vậy. Đúng vậy bạn ạ. À. Đây qua này là đâu, hôn mình đâu.
tay của mình các bạn đây nè. Đâu mất đi anh Minh rồi, đâu anh Minh rồi, đi luôn rồi, đi luôn rồi. Ủa sao vậy cà phê rồi? Ủa đi đâu? Ôi rồi non non sao anh Minh vậy? Non mày đỡ đi, mày non mày đỡ đi. Hơi non. Sao về được nhanh vậy? Ông biết bạn tôi với nó bị tự bay hay bạn. Hơi non, hơi non. Ok, tuấn rồi mà. Hai ba cái tuấn. Cái là mới tài leo qua cái bị quýnh nó bị gì. Anh Viên đỡ máu rồi hả? Ừ, còn đúng 2000 máu à. Bị nào, bị thằng nào xoáy cái lốc xoáy nữa là mới bị bay về á, thằng nào xoáy lốc xoáy á. Đây chị có thằng đầu châu này, thằng đầu châu này phá mình rồi anh lão. Đầu châu này, giết đi. Cái gì là không có hôn mình à? Có hùm mình, nhưng mà trong bát. À, để đi. Thôi thì clip cũng xin kết tại đây nha mấy ông. Chúc mấy ông một ngày mới vui vẻ, tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Bye bye. Từ từ. Ông ơi, Elite tao lại cái bi. Combo không? Elite tao lại cái bi. Ê, coi nè. Làm cho coi. Tôi đó clip mấy ông rồi, nhưng mà... Elite. Ai da. Mày đâu cái bi? Làm. Mày đâu? Cái bê qua đây luôn rồi. Thôi. Ai. Lết bộ, lết bộ. Ok, lết bộ. Chắc hai người đủ dồn nó chết mà. Đủ à. Nè, nè bạn đứng đi bạn, mà đứng đi bạn tôi. Mà đứng đi bạn tôi ta đe nó qua nha. Ừ. Ok, qua đi bạn. Cái gì em Min? Không gì. Đang chơi clip. Dạ. Có ai nè bạn? Nó chung quá xong. Nó chung quá. Ok, nào đẩy cái lửa vậy alo. Ở anh Minh còn chấm máu kìa, alo. Anh Minh chấm máu kìa. Anh Minh chấm máu kìa. Anh Minh chạy nhanh vậy. Để đi Minh. Ok. Đó thằng Minh rồi. Thằng Minh rồi. Anh Minh rồi. Anh Minh rồi. Chơi tay lên kìa. Từ từ. Bắn cùng vậy mà không trúng trời. Ok. Tàn hình rồi. Ủa nhanh vậy, anh biết tàn hình. Biết chưa? Xin chào đó rồi. Ai? Min với chúng tôi. Xin bao tin Min luôn. Cãi nhờ. Xin bao tin luôn. Mẹ sợ sao? 14 cả 7. Vô nữa. Cứ tới công chuyện luôn, giết Min. Chuẩn bị tao phản cờ ghiêu. Quên luôn. Chuẩn bị phản cờ ghiêu Mày đưa cái ghiêu cho anh xài bán rồi. Nhưng mày đưa ghiêu cho anh xài bán rồi. Cay ý nhờ. Tạo phản gì chứ bị bán rồi. Thôi tôi quên Elite vô. Tại vì mấy ông biết không, hồi nãy tôi up clip tôi vừa tắt quay. Tự nhiên cái ông này này. Ông lấy tao nói là combo mới ha anh. Cái tôi nói đúng rồi combo mới. Tôi mới tỉnh test cho mấy ông xem. Xong rồi tôi qua tôi dụ cho thằng ngỗ viên này nó đánh. Tự nhiên cái tôi quên Elite vô nữa. Mà nãy tôi do tôi reset rồi mà ta. Combo mới. Tuân thủ. Combo mới. Ôi ôi, cày thế. Solo lại nữa. Combo mới. Okay. Solo lại cái đấy nhờ. Ok. Qua hero. Từ từ, để solo lại cái. Lại đi, đờ ga nữa. Gồng trước đi, cái bi. Mày đặng. Đừng có dùng cái chiêu gì mà đẩy nó ra hết. Nãy bị đẩy ra 2 lần rồi đó. Ok, mát ra đây. Nhưng mà chỉ có anh biết được. 1, 2, 3, go. Don't go. Về Shadow đi anh. Về Shadow đi kẹt. Ấn này chứ thôi mà. Ở lẽ, solo thiệt à? Ở lẽ đi. Từ đây solo bạn. Rồi, chết rồi. Ăn xíu gần lên 12 M6. Nè qua nè, tôi qua nhưng mà từ từ đừng có đánh tôi nha. Để tụi nó qua rồi. Không, Elite rồi. Đánh đi. Rồi, đánh đi. Đánh đi, nhanh lên. Nhanh lên mới được. Ôi, đánh được 14k nữa. 14k nữa kìa. Sư bọn này nó biết tôi dụng á, mà nó cứ vô hoài nha. Kiểu nó bị quen tay, nó hay tôi biến mất là nó đi heo á. Cái cây quá. Cây. Hình như là nó mới mất bao nó mất bao ti nữa hay gì á. Ừ. Cái bay 60k rồi, tôi ăn ống hai mạng luôn. Biết rồi là khổ lắm thiệt sự. Thôi chạy ra biển coi. Chịu hy ra, ông qua chém rồi.
này lát không này lát không này lát không này lát ôi ghê vậy từ lâu từ lâu từ lâu không 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 chị Tông trời ơi cay đấy nhở. Thôi thì tôi với bye mọi người nhá, clip thật sự up nha, hồi nãy tôi nói một lần rồi tôi không nói lại nữa nha, phải không? Thôi tự nhiên cái mức tự nhiên cái mức OT cay ý rồi, hồi nãy tôi tưởng là elite rồi. Ôi mất 30k luôn. Bao thì giòn. Sau bao lần quay clip bị mất OT cuối cùng ăn là được. Không kìa. Ở đâu chơi bịp, ở đâu có min. Ở đâu chơi bịp, ở đâu có min. Clip kết thúc tại đây nha, phải không? Bye 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 bye.